Kính chào quý vị và các bạn. Sang ngày mai, Bắc miền Trung sẽ tiếp tục có nắng và có thể là nóng hơn so với ngày hôm nay. Dự báo là nhiệt độ cao nhất ở các thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Huế là 30 đến 32 độ. Quý vị sẽ bắt đầu cảm thấy nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Nắng thì cũng là trạng thái thời tiết chủ đạo ở khu vực Nam miền Trung và cả Tây Nguyên vào ngày mai. Nhiệt độ cao nhất nhiều nơi phổ biến là từ 33 đến 34 độ. Thậm chí như thành phố Pleiku hay là Buôn Ma Thuột thì còn chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Mưa rông khả năng xảy ra vài nơi ở phía nam của Tây Nguyên, đề phòng với gió giật và sấm sét có thể đi kèm. Trở ra miền Bắc, thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa. Dự báo là ngày mai thì trời sẽ chuyển nhiều mây hơn so với hôm nay, lúc mưa lúc nắng, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và các thành phố ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến khoảng nhiệt là 28 đến 29 độ. Còn các thành phố ở phía Tây Bắc Bộ như là Lào Cai, Điện Biên Phủ hay Sơn La thì nhiệt độ cao hơn, 32 đến 33 độ. Lui xuống khu vực Nam Bộ, sang ngày mai thì nắng nóng vẫn sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, không chỉ ở miền Đông bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh mà một số nơi ở miền Tây như là Vĩnh Long, Tân An hay là Cần Thơ cũng xảy ra nắng nóng, mức nhiệt phổ biến là từ 35 đến 37 độ. Về chiều tối thì mưa trái mùa xảy ra vài nơi, cần phải đề phòng với gió giật và sấm sét đi kèm. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa đêm nay ít mưa, ngày mai có nắng, gió ổn định cấp 4, biển êm. Trái lại ở huyện đảo Trường Sa thì cảnh báo mưa rông tiềm ẩn với lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.